Hello, đi khắp Sài Gòn, xin chào cả nhà. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh đi khắp Sài Gòn nha mọi người. Hôm nay đi khắp Sài Gòn tiếp tục trở lại chỗ bán của dì Sáu và Thanh Sú nha cả nhà. Đây, dì Sáu nè, Thanh Sú nè. Wow, hiện giờ nướng cà rất là nhiều luôn nè. Mai nướng nhiều cà không xuống? Ai nướng chục ký em? Bên kia dịch xấu là đang nướng cà nha mọi người. Bữa nay dịch sao đeo khẩu trang vậy em? Nay bệnh hả? Nước mắm bịch bự quá ta. Anh mới buông nó nằm sống nhiều đổi tên nằm sống nhiều đàn chính xác luôn. Xuống hôm nay bị bệnh nên đeo khẩu trang nha cả nhà. Và đây là chị Sáu nè. Chị Sáu đang làm nhiệm vụ nướng cà nha. Rồi, Sáu nè. Tại hồi nãy là xuống đem đi xuống tăng ký. Chào chị Sáu nha. Rồi chào con nha. Chị Sáu này sáng nay bán hết không? Hết luôn. Này hết luôn. Wow, hết 30 kg luôn. Không, có 20 kg à. À, chị đem 30 kg mà. Đem 30 kg nhưng mà giờ chưa hết người rồi, không có nướng nữa. À, nướng 20 kg. Dạ. Có cá lọc cà mình chưa có gọc mà đem về mai mình nướng tiếp. Dạ, sáng gì chưa gọc hết đúng không? Đúng rồi. Dạ. Rất là may là chưa rọc. Trưa nay đi sớm không vậy? 1:30 đi rồi. Sớm quá nhỉ. Hôm nay trời mát hơn mọi ngày. Không nắng gắt nha cả nhà. Bếp nóng quá, mình qua đây nha cả nhà. Nóng quá, bếp than nóng. Đúng lại lấy khẩu trang ra nha cả nhà. Ai đi sớm không em? Đi sớm. Ai đi sớm mà sao bị bệnh sao nhỏ nhẹ quá vậy? Bệnh rồi. Bị bệnh sao? Cảm rồi. Bị cảm hả? Cảm chú bị cảm rồi, xuống xuống bị cảm nha cả nhà. Rất là trời thời tiết là dễ cảm lắm. Chưa giờ mở hàng chưa em? Mở hàng rồi hả? Wow, mở hàng rồi cả nhà. Cột được 3 bạch cà đây nè. Đấy. Bây giờ là đầu giờ chiều nha mọi người. Hôm nay ngày chủ nhật cuối tuần tức là ngày 4 tháng 10 mọi người. Hiện giờ thì đầu giờ nên cả ngoài đường đi rất là thưa vắng luôn. Anh đi bước bờ nói đúng rồi, hôm nay anh gặp toàn ca lẻ mà ta sẽ không. Cả nhà ai mà đăng cà tiếng nướng Mã Hành thì mọi người ghé 210 Nguyễn Duy Trinh nha cả nhà. 210 Nguyễn Duy Trinh thì chỗ bán của dì Sáu và Thanh Sú ngày hôm nay giá khoảng 20.000 một bịch cà nha cả nhà. À, wow, em bé rất là dễ thương. Sao cười dữ vậy Sú? Anh nhóc dễ thương quá. Giống con mình nhà không? Giống con em ở nhà không? Nhà dễ thương hơn. Con mình vẫn là nhất đúng không? Con người ta 1, em tới 10, con em 10 thì có. Wow, con người ta có 1 thôi hả? Nước ngoài đâu rồi? Anh nước ngoài ơi, sao nó bị đóng phim đường bài vậy anh?
súng nói là sao anh không đi đóng phim kia à, đi thôi. Anh Lưu Đức Hòa hả? Anh Lưu Đức Hòa ghé chỗ súng chơi anh. Thôi đừng ghé anh ơi. Hôm nay có anh xóm nghèo ghé nữa không ta? Không, anh xóm nghèo không ghé đâu. Nghe nói là xóm nghèo hôm nay có ghé chỗ súng nữa mà. Vậy hả? Ghé nữa em chơi của anh Tiến. À. Nói đâu trời. Súng hôm nay hết bắt tài rồi nha anh xóm nghèo ơi. Nhà đang xem những hình ảnh từ chỗ bán của Thánh Súng 3 chỉ 6 ở 210 Nguyễn Chí Trinh trên kênh Đi Khắp Sài Gòn nha mọi người. Đi Khắp Sài Gòn cảm ơn cả nhà đã theo dõi video nha, và mọi người xem thấy hay mọi người hãy cho em một like để ủng hộ tinh thần nha cả nhà. Và giờ Thánh Súng đã đeo khẩu trang trở lại. Lên lên chỗ mọi người mà có ngang ngang rồi kìa. Chưa like mà. Chưa like đâu. Giờ còn khá là sớm nha cả nhà. Chưa xấu, sáng chưa ăn gì sao giờ xấu. Chưa ăn rồi. Chưa ăn rồi đó. Giờ em chấm miệng hả? Chị Sáu nay không ăn cam nữa chị Sáu. À, chị Sáu à, vừa bán cam vừa ăn, làm cái cam ăn đi. Sáu không ăn sao ăn cam nó ăn quá. Nó to. Sáu ơi. Hả? Sáu Sáu nay không ăn cam mà nó làm không? Ra làm vài trái cam. Cam bữa nãy là trời đúng không? Cam là của người ta cho luôn. Đúng rồi, nhưng mà ăn ký gần ngán rồi. Ngán giờ chuyển qua bắp hả? Đúng rồi. Nè nè, chút nữa xảy tới dưa gan nó ăn luôn à. Đấy, cho dưa gan đấy. Dưa gan là chấm đường ngon luôn á. Anh bán cam hôm nay không thấy đâu luôn nha mọi người. Bán cam này chắc đi ngủ trưa rồi. Đây những trái cà ngày hôm nay rất là nhìn rất là tươi nha. Wow. Đây là cà rất là tươi nha cả nhà. Hôm nay Thánh Súng vì chị Sáu bán 40 ký cà, hiện giờ đã nướng gần hết một sách cà rồi cả nhà. Gần hết một nửa rồi đấy. Hôm nay nướng rất là sớm luôn. Wow. Đó là màu của tình yêu đó. Cà rất là nhiều nha cả nhà. Màu đỏ là màu tình yêu hả Tuấn? Hôm nay không biết thời tiết như thế nào nè. Trời rất là nhiều mây nè. Sáu đang chọc gì hả? Sáu nói gì vậy? Sáu hả? Sáu mới vừa nói gì vậy? Sáu hôm qua súng nhất là buồn đúng không? À. À, bữa nay súng tươi cười vui lại đúng không? Tươi cười đúng không? Tươi cười luôn đúng không? À. Sao có người có chồng yêu của súng đó? À, nay có chồng yêu của súng ghé đúng không? Hàng gì súng cười tươi à, tươi cười trở lại rồi. Bữa nào mà có chồng yêu của súng là coi là mặt súng không được vui đâu nè. Đó, mùa xuân đã trở lại hả? Hôm nay nhìn Thánh Súng tươi, nhìn có vẻ lầu cà rất là nhanh. Đâu nói gì đâu. Chào kênh TVB, chào anh chị. Wow. Hôm nay không khí đã tươi trở lại nha mọi người. Nhìn Sáu nướng cà cũng rất là nhập tâm luôn à. Hôm nay dì Sáu cũng không xâm nụ, sáng bán cũng được hết cà nên buổi chiều rất là vui. Còn Thánh Súng thì Súng thì cũng đã lấy lại được nụ cười. Súng hỏi là Súng nhiều không biết làm hả? Đó còn nghe rồi Súng. Làm đây hết không ạ? Tự đây. Cặp yêu cho chưa? Wow. Cặp vô mình thấy ai? Wow. Chắc ngậm luôn, không dám nuốt quá. Mấy bạn em, mời bạn tắm. Bắt kìa,
hàng xong có hai trai đẹp xuống mua cà. Hai trái bắp đổi bịch cà em ơi. Hai trái bắp đổi bịch cà. Đây là khung cảnh đầu giờ chiều buôn bán của dì Sáu và Thánh Súng nha cả nhà. Thì video đến đây cũng đã dài, đi khắp Sài Gòn xin tạm dừng video ở đây nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Chúc mọi người một buổi chiều cuối tuần vui vẻ nha. Bye bye mọi người.